Bám sát kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Gia Lai, Công an tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, công an các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện chỉ thị 05 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Với phương châm sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện. Có nội dung trọng tâm đột phá. Nhiều tập thể cá nhân có cách làm cụ thể thiết thực, thể hiện nhiệt huyết và sự quyết tâm làm theo gương Bác, như học tiếng đồng bào dân tộc thiểu số để nghe, hiểu và tuyên truyền bà con chấp hành pháp luật, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cho kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về việc học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, Đảng ủy, Giám đốc Quân tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện một cách nghiêm túc nhằm bồi đắp thêm lòng tự hào, ý chí, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhà nước, sẵn sàng chấp nhận vượt qua những khó khăn gian khổ, tận tụy với công việc, chiến đấu hy sinh, bảo vệ an ninh trật tự, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Phong trào công an nhân dân học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy, hiện nay công an thị xã chúng tôi đã trở thành một phong trào, qua đó để xây dựng một đơn vị ngày càng hoàn thiện, thực hiện nhiều thắng lợi các cái chủ trương cũng như là những cái chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo tỉnh, nhất là học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, cụ thể thiết thực gắn với trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ đảng viên ở cơ sở cũng như là người đứng đầu. Qua đó chúng tôi đã xây dựng được nhiều mô hình và mỗi mô hình đã góp phần xây dựng người công an bản lĩnh vì nhân dân phục vụ. Với phương châm an ninh chủ động, nắm chắc tình hình, giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở, những năm qua hàng trăm nghìn lượt cán bộ chiến sĩ công an Gia Lai đã bám làng bám dân, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, hệ thống chính trị tại thôn, làng để tích cực tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao cảnh giác trước mọi âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, cảm hóa, giáo dục, quản lý đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng. Đã phát hiện đấu tranh có hiệu quả đối với âm mưu hoạt động phục hồi tổ chức Phun Rô, Tin Lành Đê Ga. Đã xây dựng và phát huy hiệu quả hàng trăm mô hình bảo đảm an ninh trật tự, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp mâu thuẫn trong nhân dân, không để hình thành điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả với tội phạm kinh tế, ma túy, môi trường, tội phạm hoạt động trên không gian mạng. Những năm qua, phòng an ninh điều tra đã tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh nhiều mặt công tác trọng tâm, thì cán bộ chiến sĩ trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã điều tra, làm rõ nhiều vụ án lớn, đảm bảo các yêu cầu chính trị, pháp luật. Đặc biệt, ngay khi lực lượng công an cấp xã chính quy được kiện toàn, hàng trăm cán bộ cảnh sát không quản ngại khó khăn, vất vả, gác niềm vui riêng, ngày đêm bám địa bàn để thực hiện tốt các mặt công tác, qua đó để lại những hình ảnh xúc động trong quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, triển khai tốt các chiến dịch, đợt cao điểm cấp căn cước công dân, thu thập làm sạch dữ liệu quốc gia, tuyên truyền hướng dẫn, kiểm tra phòng cháy chữa cháy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đấu tranh phòng chống tội phạm. Nhờ có sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình từ quần chúng nhân dân, nên lực lượng công an đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong các cái thời gian cao điểm tấn công tấn áp tội phạm như thực hiện các đề án của Bộ Công an, thì anh em cán bộ chiến sĩ là chia sẻ với nhau công việc, hòa đồng với nhau, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ được giao. Nhờ đó mà anh em cán bộ chiến sĩ là hiểu nhau hơn và đoàn kết gắn bó thân thiết với nhau hơn trong cuộc sống cũng như là trong giải quyết các công việc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng và cấp trên giao phó. Để bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn bình yên cuộc sống cho nhân dân, lực lượng công an tỉnh Gia Lai đã liên tục triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triệt xóa kịp thời các nhóm tội phạm, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng cướp, cướp giật, trộm cắp, càn quấy gây rối,
khám phá nhanh nhiều vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, trấn an dư luận, ổn định tình hình, triệt phá không để hình thành các tụ điểm phức tạp về ma túy, tội phạm có tổ chức, gây án kiểu xã hội đen. Qua đó, khẳng định sự mưu trí dũng cảm, tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng, linh hoạt sắc sảo, tinh thông về nghiệp vụ, được quần chúng nhân dân tin yêu, cảm phục, ngợi khen. Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo quân tỉnh sẽ tiếp tục triển khai đưa việc học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân ngày càng lan tỏa bền vững đến từng cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ cương kỷ luật, làm cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh khắc cốt ghi tâm mà phải thấm nhuần sâu sắc và thực hiện tốt hơn nữa ý nghĩa cách mạng và khoa học của 6 điều Bác Hồ dạy trong công an nhân dân. Trên chặng đường 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, những chiến công của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam nói chung, Công an tỉnh Gia Lai nói riêng, luôn có tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh soi đường dẫn lối, học tập và làm theo Bác. Mỗi cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai nguyện không ngừng rèn luyện, phấn đấu, luôn sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.